thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với phần tin đáng chú ý sau đây. Cựu đại úy công an Bình Định Trần Tình, việc bị tước quân tịch. Tạm đình chỉ điều tra liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đắk Lắk hỗ trợ 200 triệu đồng cho công nhân về quê ăn Tết sau vụ việc đòi trả lương. Khởi tố hai đối tượng cướp giật điện thoại trên tay cháu bé 6 tuổi ở Lâm Đồng. Ngay sau đây mời quý vị các bạn cùng bắt đầu bản tin với phần nội dung chi tiết cựu đại úy công an Bình Định chân tình việc bị tức quân tịch. Mới đây, ông Lê Thanh Trung, cựu đại úy, cựu phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an huyện Vân Canh, đã có cuộc trao đổi với phóng viên về những thông tin liên quan đến các sai phạm tại đơn vị này. Theo ông Trung, trong số 9 cán bộ chiến sĩ bị kỷ luật do liên quan đến các sai phạm tại nhà tạm giữ công an huyện Vân Canh, ông là người bị kỷ luật nặng nhất với hình thức tức quân tịch. Ông Trung cho rằng tức quân tịch là hình thức kỷ luật quá nặng so với các sai phạm của ông trong quá trình làm việc tại nhà tạm giữ. Ngoài ra qua 18 năm làm việc trong ngành công an, ông Trung cho hay mình cũng đã nhiều cống hiến, tham gia và bắt được nhiều nghi phạm. Tuy nhiên vấn đề này không được xem xét trong quá trình kỷ luật của ông. Nguyên nhân dẫn đến việc mình và 8 đồng nghiệp bị kỷ luật, ông cho biết vụ việc xuất phát từ cuộc gọi điện thoại trái quy định của một bị can đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện. Cụ thể khoảng 17 giờ một ngày đầu tháng 9 năm 2021, bị can Nguyễn Nhật Thu sinh năm 84, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, bị can trong vụ trộm cắp tài sản đã mượn điện thoại của một nữ cán bộ nhà tạm giữ nói rằng gọi cho người thân chuyển tiền. Tuy nhiên bị can Thu không gọi cho người thân mà lại gọi cho giám đốc Công an tỉnh Bình Định võ Đức Nguyện để tố cáo về một số sai phạm tại nhà tạm giữ công an huyện Văn Canh. Lúc này nữ cán bộ nhà tạm giữ đã cho Thu mượn điện thoại bỏ đi sang phòng khác. Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định. Ông Lê Thanh Trung trần tình, bị can Nguyễn Nhật Thu đã tố cáo tôi bỏ đói những người bị tạm giam tạm giữ, dẫn phạm nhân ra ngoài, nhà tạm giữ ăn nhậu, chiếm đoạt tiền của người thân những người đang bị tạm giam, vân vân. Về những vấn đề này thì tôi đã trình bày với cơ quan chức năng là mình bị vu oan, không có làm mấy chuyện đó. Tuy nhiên sau đó tôi vẫn bị kỷ luật với hình thức nặng nhất là thức quân tịch. Trong khi đó, nữ cán bộ cho bị can Thu gọi điện thoại ra ngoài thì lại bị kỷ luật nhẹ hơn tôi. Tạm đình chỉ điều tra liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng Ngày 30 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gò Vấp vừa có thông báo đến ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Cụ thể văn bản thông báo việc tạm đình chỉ bởi thời hạn điều tra vụ án hình sự đã hết nhưng chưa xác định được bị can hoặc thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, ngày 29 tháng 5, cơ quan điều tra công an Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người với ông bà Phương Văn Tân, Võ Xuân Loan. Theo cơ quan điều tra, từ ngày 26 tháng 5 đến 29 tháng 5, trên địa bàn thành phố đã có 98 trường hợp nhiễm COVID, trong đó hơn 60 trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Ông Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan là hai mục sư đồng quản nhiệm Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng có trụ sở tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có thông tin ca nhiễm tại trụ sở Hội Thánh, hai mục sư cùng gia đình dù đang điều trị ở bệnh viện Nhật đới Thành phố Hồ Chí Minh lẫn bệnh viện giã chiến củ chi, nhưng họ đã viết thư kêu gọi tín hữu khai báo dịch. Đắk Lắk hỗ trợ 200 triệu đồng cho công nhân về quê ăn Tết sau vụ việc đòi trả lương. Liên quan đến vụ việc hàng trăm công nhân đòi lương ngày giáp Tết tại công ty thương mại dịch vụ sản xuất HL đóng tại cụm công nghiệp Tân An, Buôn Ma Thuột, mới đây Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết ban quản lý khu công nghiệp Tân An và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho người lao động về quê ăn Tết. Ban quản lý khu công nghiệp Tân An và các doanh nghiệp đã hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng, trong đó 10 lao động được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi người và người lao động đã về quê ăn Tết. Trong hai ngày 28-29 tháng 1, hàng trăm công nhân tập trung tại công ty thương mại dịch vụ sản xuất HL để đòi phần còn lại của lương tháng 12 năm 2021, tiền tạm ứng lương tháng 1 năm 2022. Chị L sinh năm 2003 trú tại huyện Bong, đắk lắc cho biết chị vào làm việc tại công ty thương mại dịch vụ sản xuất từ ngày 8 tháng 11 năm 2021, có nộp hồ sơ đầy đủ. Khi nhận vào làm, công ty ra điều kiện đủ hai tháng sẽ ký hợp đồng chính thức. Nhưng đến nay đã gần 3 tháng, công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động cho chị. Mọi thu nhập của chị chỉ dựa vào tiền công và tiền tăng ca. Tháng 12 năm 2021, tổng thu nhập được hơn 6 triệu đồng, nhưng công ty trả 3 lần vẫn chưa đủ. Chị phải khất tiền thuê trọ nhiều lần. Ngoài ra thì hàng trăm công nhân còn bức xúc vì đến nay vẫn chưa được công ty thương mại dịch vụ sản xuất ký hợp đồng lao động. Trước những bức xúc của công nhân, bà Trần Thị Mỹ Hằng, người đại diện pháp luật công ty thương mại dịch vụ sản xuất HNL cho biết, Công ty hoạt động từ tháng 11 năm 2021, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Do mới hoạt động nên công ty gặp nhiều khó khăn, nhất là chất lượng tay nghề của công nhân chưa đảm bảo, dẫn đến hàng hóa bị lỗi nhiều. Tuy vậy, công ty cũng yêu cầu xác định cần thời gian để đào tạo nguồn nhân lực, nên yêu cầu 3 tháng thử việc. Đến nay, công ty hoạt động chưa đến 3 tháng, nên chưa ký hợp đồng cho 190 công nhân. Khởi tố hai đối tượng cướp sợi điện thoại trên tay cho bé 6 tuổi ở Lâm Đồng, Ngày 31 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an huyện Đơn Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Ron Ma, 29 tuổi, Não Văn Thanh, 22 tuổi, cùng chú tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận, điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó khoảng 20 giờ 15 phút ngày 9 tháng 1, cháu bé 6 tuổi đang sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung A7 tại phòng khám của gia đình ở tổ dân phố Nghĩa Lập 2, thì bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô tiếp cận và giật lấy chiếc điện thoại tẩu thoát nhận được tin báo mẹ của cháu bé công an huyện đơn dương đã tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét qua giả soát các đối tượng nổi cộng trên địa bàn lực lượng công an xác định hai đối tượng trên không thuộc địa bàn đơn dương quản lý đồng thời nhận định nhiều khả năng đến từ các địa bàn lân cận bên cạnh đó hình ảnh từ camera an ninh cho thấy hai đối tượng này di chuyển từ hướng ninh thuận đơn dương và đi về các huyện lực lượng chức năng đã cử một tổ trinh sát khẩn trương phối hợp với công an huyện các huyện đức trọng lâm hà di linh một tổ trinh sát khác di chuyển ngay xuống Ninh Thuận để điều tra theo hướng xuất phát. Sau 4 ngày đêm lần theo các dấu vết, tối ngày 14 tháng 1, tổ trinh sát hướng vào các huyện đã bắt được Kiều Ron Ma và Nã Văn Thanh khi mà hai đối tượng đã lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Tân Hà. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng rất bình tĩnh, phủ nhận liên quan đến vụ cướp. Tuy nhiên, kết hợp trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Thanh và Ma đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều tối ngày 9 tháng 1, Ma điều khiển xe mô tô, chở Thanh đi từ Ninh Thuận lên Lâm Đồng để kiếm việc làm. Sau khi đến địa phận huyện Đơn Dương, Ma rủ Thanh tìm nhà dân nào có sạc điện thoại để sơ hở thì sẽ lấy trộm để sử dụng cá nhân. Đến khoảng 20 giờ ngày 9 tháng 1, khi đi qua thị trấn Thạch Mỹ, cả hai vào đường Phạm Ngọc Thạch thì thấy cháu bé đang ngồi sử dụng điện thoại ở phòng khách. Ma nói Thanh vào lấy điện thoại rồi chờ tại con hẻm gần đó. Khi Thanh vừa giật được chiếc điện thoại, cả hai nhanh chóng tẩu thoát về xã Tân Hà, huyện Lâm Hà chiếc điện thoại cướp được sau đó thì được thanh đưa cho bạn gái để sử dụng đến nay công an huyện đơn dương đã thu giữ được điện thoại này để trao trả cho bị hại hiện công an huyện đơn dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra và xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật